À, chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chức năng chuyển mã của cái phần mềm mà YubiKey mà chúng ta hay sử dụng. Rồi, như các bạn thấy đây là một cái đoạn văn bản mà mình đã tải về. Thì tại sao mình không thấy được? Do là bởi vì nó đang là ở cái phần, nếu muốn thể hiện được thì nó phải là cái phần Vientine, tại người ta soạn ở cái phần ở cái phần này mà. Nhưng mà máy mình thì không có cài, mình cũng không thích lắm. Thì để thể hiện được thì các bạn phải cài cái font này vô, hoặc là một số bạn thì muốn nó thể hiện cái dạng cái font là Tiny Roman thì có thể các bạn chuyển qua được hay không, vì mình thử xem không được đúng không ạ. Mình làm thế nào để nó hiện được những cái chữ rõ ràng mà mình có thể xem được, thì mình sẽ thực hiện công việc này. Và các bạn để ý, đầu tiên là mình copy cái đoạn mình muốn chuyển này ha. Sau đó thì các bạn mở cái ứng dụng mà cái lên đây, mình mở rồi ha. Rồi các bạn vào cái biểu tượng ở bên góc phải màn hình này, cái tượng Unique Key á, bấm chuột phải, chọn vào chức công cụ. Rồi ở đây thì các bạn chọn cái bảng mã nguồn nó là gì. Ở đây nguồn của nó là VNI Window, và đích mình muốn chuyển ra đó là Unicode, mình muốn chuyển qua Tiny Roman mà. Rồi ở đây thì có thể là các bạn có file nguồn, file đích, thì cái file đó thì thường là file ARTF. Còn ở đây mình đang chuyển dạng clipboard. Mình nãy mình vừa copy một clipboard rồi, bây giờ mình chuyển dạng clipboard. Hồi nãy mình copy rồi nên nó lưu trong clipboard rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển mã thôi. Bây giờ nó chuyển mã và nó lưu vào clipboard rồi. Bây giờ mình chỉ việc dán nó ra. Ctrl V. Rồi. Vậy là xong. Các bạn thấy là giờ nó chuyển qua được rồi đúng không? Thì công việc rất đơn giản. Thì các bạn hãy thử đi. Các bạn sẽ thấy rất là thú vị.